Ok, chuẩn bị bắt đầu bàn. So, hôm nay uống say rồi bàn. So, Nam vừa tương lai vì ăn một shinju noodle from Notion. So, đây có dưa thịt heo quay đây bạn. Và bỏ biển thịt hán, thịt long hán đó. Hôm nay nước sôi đây. Đã cho bạn, vôi vô. Đó, hấp dẫn bạn. Đổ vô lần đó bạn. Đó. Đây anh nè, đang ghé mà. Ok, vợ tương lai đang đi tắm. Anh đang làm đồ ăn cho vợ tương lai. Ăn thoải mái. Cái gì? Đói sao? Đói. Mình mẹ uống say về mà. Anh đang làm vợ tương lai vì Á chà. Vợ tương lai vì anh một cõi Shinju. Tắm xong chưa? Em xong chưa? Đang review. Đang làm review. Anh đang nấu đồ ăn cho em. Hả? À, ra gói gói ăn. Anh đang làm hai gói rồi. Không. Hả? Mập rồi à? Anh mập luôn, hai người mập luôn. Không được à? Mập rồi. Anh đưa hình. Anh đây nè. No. À, làm, anh cần hình. Nè, làm đây nè. Ôi, đẹp rồi. Ờ, 1, 2, 3. Được chưa? Ước cha ngon kì. Rồi các bạn nhìn nghe. Ước cha đó. Ngon kì cha. Lâu á. Cái nào hơi mơ. Đó, ngon kì chưa mà. Tổng em ý. Rồi là thịt chi không quá. Không quá á. Hấp dẫn bạn. Có sẵn. Thơm không? Thơm ghê không? Thấy da rụt lắm à. Anh nấu ngon. Anh có nồi gì đâu? À nồi đấy. Bỏ được bỏ cho mấy. À. Hợp dẫn. Ok bạn. Nghe. Vô này bạn. Ôi, hôm nay mình làm gì hả em? Mình giàu. Ừ. Giàu vui không? Vui. Em của em đặt mình đi chơi vui vậy? À. Vui vậy luôn. Có hạt giác nè. Có con bia nè. Có gì nè. Có nước ngọt. Ô thử mình nhìn được từ đi. Nè, bạn. Mở miệng ra. Uống miếng nước này. Hấp miếng nước này. Ngon. Đó, yêu luôn nè. Chào chạy cái miếng. Nói đi, thèm chạy nước miếng bạn. Thầy chào nước miếng bạn. Chào miếng. Thử hấp cái miếng nước đi. Anh ngon ngon. Ngon gì không? Cái gì tối này, đói nhất này, đói gì hết. Ăn cơm bự nhất không? Bự nhất ngon mặt không? Ngon. Ngon. Ngon gì? Vô bà, vô. Thịt heo này mua đâu em? Em ăn gì? Rồi nè. Thịt heo này là mua đâu? Ba siêu, bà được ba siêu đó. Ba siêu, cảm ơn bạn. Ngon. Đó, ngon nè. Thu lộc à. Thèm chẳng những bạn. Đây nồi chuyện á. Ừ. Còn ngon lắm. Con. Ừ. Bỏ không được con ngon miệng. Được không? Ngon. Ngon. Các bạn mãi ăn như đi gan rồi. Ừ. Muốn lên rồi. Anh bảo hiện đúng không? Bỏ hết đâu. Có à, bỏ trong tự lạnh. Bỏ tự lạnh ra. À. Của anh muốn gọi tiệm quá. Muốn mua gì đó. Cái thịt này, thịt lón á. Thịt bò. Ồ. Bò. Bạn, cảm ơn. Ngon. Ngon. Ngon thì đâu ăn lắm. Ngon. Bỏ một. Để. Bỏ một.
Người Việt Nam ăn rau dừa mà. Rau ngon đúng không? Rau là bạn. Rau bên ướp em. Đây rau bên ướp hả? Rau đủ loại lắm nè. Còn mình ăn salad. Rau thơm. Salad củi. Anh có ăn bên ướp chưa? Ăn rồi. Ngon. Cảm ơn bạn. Vô. Ngon ghê luôn. Giang mang qua tay vậy. Không. Bạn vừa ăn vừa nhìn đang qua tới á. Giờ nữa mình làm á, hơi khó, hơi khác thôi. Đấy. Giờ này dùng phở nữa. Bỏ rau vô thử. Ừ, dạ con cho. Á, đúng rồi. Ừ. Giờ em của em phải làm gì không? Ừ. Tour. Việc tour không? Đi ăn đặc biệt rồi. Làm thua. Em người em làm món. Rồi biết chỗ món chứ. Trong Huế. Bà bữa mình vô Đà Nẵng ghé quán bé thân. Bánh chân à? Ngon không? Hải sản. Có mấy bạn bè đến không phải Hà Nội. Đà Nẵng kêu anh đi ăn nè. Đi không? Trái thôi, ok, trái thôi. Because jealous, jealously trong tiếng Việt Nam. Ghen. Ừ. Ghen mà bạn. Ừ. Giờ nghe nữa. Không. Sao ốm? Giờ nghe nữa. Không. Em nói nữa. Có vậy á. Gì vậy? Anh ốm con nữa. Bạn á. Con làm này nè. Cô em làm. Giang hẹn ngay luôn. Ngon đi. No rồi à. Mình đi ăn á bạn. No không phải mình đi. Mình đi dầu á. Rồi về Phương rồi. Vui nè. Mình nhậu thôi, mình chơi chơi vui thôi. Em bên đó 700 món. Một chắc thôi. Em ăn cơm chiên cho mấy. Hả? Em ăn cơm chiên cho mấy. Mày tô. Ai về cơm chiên cho mấy. Một giờ to. Ngờ. Ừ. Bình thường. Giờ to. Bình thường. Giờ to. Nè, ô, mồi đi đâu vậy? Hả? Mồi đâu? Béo. Hả? Em ăn đâu rồi mờ đâu? Mờ thịt á. Mờ. Thịt ngọt á. Ừ, mờ. Ngọt. Cảm bố mờ. Cảm bố mờ. Đó là mờ nè. Đó là ngọt. Mờ. Ngọt. Ăn 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 giờ nghe là em về bao giờ sẵn không nói đi không nhỉ bao giờ sẵn em anh đang ngủ rồi em coi phim anh ăn mì bánh mì piu piu ha ngủ anh nhỉ. Đi ăn bánh mì rồi bún bò. Giờ nghe không? Bạn có đi không? 3 giờ sáng hả? Mình có dưới bánh mì đó. Rồi mình dậy. Rồi em dậy dậy ăn. Ừ. Ăn mình được chứ. Không được. Ăn đi anh. Cùng mình không? Ừ. Ừ. Ngon miệng lắm. Ừ. Ngon miệng ạ. Ăn miệng đi ạ. Ngon miệng nữa. Ăn vô luôn. Mì. Vô mạnh đi. Ôi. Giạc ăn. À. À. Không. Đó. Cần hấp được em. Em ăn ủa trà thơm.
thơm ngon được anh. Ngon được. Ăn uống. Đói rồi. Ăn vô. Một ổ này bị gọi là mày. Một ổ nữa. Một ly nhỉ. Anh đi mua mà. Mình mua một chục rồi, nó. Cái ní. Ừ. 17, 18 ngàn. 18 ngàn. Nhưng một tô phở nữa. À cái ní, đồ đùa. Cái ní. Đồ ní á. Không biết. Điều mua. Em phải đỏ không? Đỏ bông đó. Cho anh ăn, ăn thoải mái. Thôi. Em không ăn. Ăn uống. Ừ. Ngủ về 2 giờ 3 giờ sáng như đi ăn hả? Ừ. Ăn thôi vậy. Ăn vô. Vô, ăn vô. Anh nói chơi đó mà. Em ăn một dìa cơm chiên vừa vừa thôi. Không phải tô giò, tô tô to. Không có gì tốt nào nè. Thôi về đi. Về đi nha nào. Thôi. Ông ăn thịt heo này đấy. Ông ăn thịt heo. Bỏ xuống em okay, đã. Ok. Thả ra. Bỏ vô. Nào. Đi cọc đi. Bỏ vô. Đi. Thôi. Ăn gặm mì vô. Nghe vui, giàu vui. Đây là câu gì á? Hôm nay uống xong mình giàu xong mình có mẹ ăn rô lật bạc à? Giàu mẹ. Hôm mình giàu xong á. Nhớ. Ta chỉ đi giàu rồi. Nhưng mình giàu xong á, qua mình đi ăn đó, là câu gì? Ăn lật bạc. Đi ăn gì? Anh có đi ăn gì mô? Ăn gì? Ăn cái gì? Ăn tối mà. Hôm nay dâu qua ăn tối. Chưa rồi đó. Không phải nhau về đợi bụng ăn mới gọi à. Phải đó, đó. Còn mình ơi. Em dâu xong. Có về ăn gì gọi. Nhiều ngày á, đếm được á. Anh dâu mà. Đếm được á. Anh dâu mà. Rồi, anh hỏi nè. Còn mấy ngày em dầu qua về say qua mình gọi không có để con tay không được nè, để con tay không được nè em không để con tay không được ngon nè anh đừng ngon. Đây là họ bỏ sẵn luôn. Anh chị được một trăm mấy. Anh bò thịt bố. Thịt thì họ cũng làm sẵn rồi. Anh bò thịt bố. Anh bò ngon ham bố. Đồ làm sẵn. Còn ngon không? Ngon. Còn ngon.